Hello chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì với cái cầu đang chạy như này thì anh em có thể là áp dụng cái công thức soi tính cái điểm thấu cái phiên trong này cho mình cũng khá là ok. Ví dụ anh em lấy 9 cộng 1 cộng 9 cộng 2 là 9, 9 cộng với 15 bằng 24 điểm chẵn. Anh em có thể bắt tiếng này vào xỉu cho mình nhá. Bởi vì đây là cái công thức tính điểm thống kê phiên, được chưa? Thông thường thì mình hay soi trong cái lịch sử ở phiên xí ngầu trong này nhưng mà cũng được đúng không? Anh em nào còn kém soi thì có thể là ra tính ở cái thống kê phiên này cũng cực kỳ là chuẩn đấy anh em ạ, không đơn giản là gọi là may mắn ăn đâu nha, bởi vì đây là cái xác suất của nó anh em nha, xác suất đấy, nên là vì thế mình rất tự tin cái tiếng này. Ok là 10 củ này, húp còn gì nữa, con xỉu 10 luôn đúng không, tự tin mở bát đấy. Hôm nay vốn mình có 40 củ anh em có để ý không? Thì hôm nay là 40 củ chỉ cần lên 6 70 củ là ấm đúng không? Lãi chỉ cần dư ra là 20 củ là được rồi. Mỗi ngày bỏ ra khoảng 6 7 phút là lãi như vậy là được rồi. Tham lam làm gì nhiều anh em nhé. Ok, tiếp tục. Một con xỉu 10 đúng không? Ấn vào đây tiếp. 1 cộng với 5 bằng 6, 6 cộng 10 bằng 16 điểm chẵn mắt là xỉu tiếp này. Thế thì tiếng này mình sẽ đi là 4 củ rưỡi thôi anh em nha, không phải vội đánh to làm gì. Vừa phải thôi. Ok, cũng đã kết quả anh em ơi. Nếu như mà tiếng này nó thành công là nằm ở xỉu thì khả năng cao ấy, là nó chạy 33 luôn ở những khúc này anh em ạ. Húp tiếp anh em ơi, tuyệt vời ngay đúng không? Công thức này của mình khá là ok đấy anh em ạ, chứ không phải đơn giản là may mắn ăn đâu nha. Tỷ lệ thành công cũng cực kỳ là ra gì và nảy nọ anh em ạ. Ok, tiếp tục. Anh em hãy nhớ rằng là đợi nó load xong cái dây ở đây xong rồi ấn vào không là chưa cập nhật. Đây. 1 cộng với 5 bằng 6, 6 cộng 7 bằng 13. 13 lẽ bắt tập tài đúng không? Mình lúc đầu mình cứ nghi là nó sẽ cầu 33 nhưng không ngờ là công thức của mình lại chỉ ra là cầu 323 đúng không? Thì tiếng này phải bắt về con tài anh em nhá. Ok, thế thì mình sẽ đi là 3 cụ 7 anh em ạ. Ok, húp 661 ngay được chưa anh em? Đấy. Tiếp tục nhá. Một cái tài 13. Đấy dài. 6 cộng 1 bằng 7, 7 13 20 là chẵn thì lại về xỉu này, 212 đúng không? Thế thì tiếng này lại gấp thôi, lại có lãi rồi lại gấp lên đúng không? Đấy, không phải vội nhưng mà hợp lý thì cứ phang thôi. Ok, cũng đợi kết quả nha, hy vọng là sẽ thành công ở tiếng này anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, 224 được chưa, lại 24 củ đấy, nhanh không anh em, chỉ với vài tay cơ bản thôi là có thể lụm rồi. Cái công thức của mình khá là chuẩn chứ không phải là không chuẩn nhé, em tự tin em theo tiếp tục. Chữ 8 đúng không? 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 8 bằng 14 đúng không? 14 là điểm chẵn thì anh em tiếng này bắt là xỉu tiếp. 4 củ 2 đi, 4 củ 2 và con xỉu cho mình nhá.
Ok. Xem nào. Ôi giời ơi, tài to thế nhỉ. To dã man thật anh em ạ, không sao. Bốn cộng với 8, 8 cộng với 14 là bằng 22 điểm chẵn bắt xỉu tiếp nhá. Mẹ. Ai, tiếng này thì thôi chấp nhận đi 10 cụ thôi. Ok. Ok. Ok, 6351 anh em ạ. Húp ngay đúng không? Công thức vẫn là ra gì này nọ. Đấy, tiếp tục. Có xỉu 10 này, tiếp tục nhá. Nếu như tiếng này 6, 1 là 7, 7, 10 là 17 là điểm lẻ bắt thì tài đúng không? Ok, theo tới cùng tiếng này làm tiếng to ăn lớn luôn anh em nha. 5 củ rưỡi và tài anh em nha. Xài ơi, gỡ gỡ gỡ. Tiếng này húp thành công là mình nghỉ luôn ở đây nha. Bởi vì là lãi ra là 20. Từ đã tính nó tiếng này là anh em ạ, đang lú quá. Ui giải xỉu 10, mẹ cày thằng nhỏ, không sao làm tay nữa đi. Dân chơi sợ gì mưa rơi đúng không? Ok. 5 3 là 8, 8 với 10 là 18 là điểm chẵn, thế thì gãy xỉu, bệt xỉu à. Kép 10 gãy xỉu đúng không? Mẹ liều một tay 14 củ con này nhờn chúng tôi à. Ok. Địt con mẹ, 6 3 ra 1 húp luôn anh em nha. Ok, thì đây sẽ là tiếng kết của mình. Và mình sẽ đôn kèo đây. Chào tất cả anh em, quý vị và mọi người. Hẹn mọi người và anh em ở những video sau. Bye bye anh em nha.